Hello. Chào cô. Evening, everyone. Thầy Vương chào con kìa, chào thầy đi. Hello, teacher. Hello, everyone. How are you today? Hello, teacher. Con. Okay, how are you? Is everything okay at school? Yes. Everything is still great? Okay. Yes. You're still learning online? Okay. I think secondary students are getting the vaccines, right? Is it true? Có phải là đang được tiêm vaccine không, đúng không? Không á? Yes. No. Theo thông tin, theo nguồn tin cô nghe được thì học sinh từ 12 tuổi là được đi tiêm đúng không? Thế có bạn nào được đi tiêm rồi? Nhỏ này nó có cái mũ đen là nó học không bao giờ. Có bạn nào được tiêm rồi chưa? Me. Me là bạn nào đấy? Con An à? À, An à? Con tiêm rồi à? Con cảm thấy nào? Con tiêm mấy mũi rồi? Con tiêm mũi thứ mấy? Mũi thứ nhất ạ. Mũi thứ nhất con có bị ốm không? I had a little bit temperature. Uh-huh. A little bit fever, right? Too well, but it's okay. Okay. It's good to hear that. It's good to hear that. I had my first shot. Okay, when I had my first shot, I got a fever too, and my arm was like so achy, and it was very uncomfortable. Okay, cô đang kể là hồi mà cô tiêm mũi 1 ý, cô bị sốt lắm. Cô sốt cả một ngày luôn, sốt gần 39 độ. Xong rồi là tay của cô đau, đau lắm. Không làm gì được, với tay lên không với được. Đấy mai, Trần Quốc Duy, con cũng tiêm rồi hả? Ok. Cái cấu trúc cho cái từ được tiêm vaccine rồi ý, là cái từ vaccinated này. Cô sẽ viết chẳng hạn như là đây này. Cô viết vào chat nha. Vaccinated. Okay, I am vaccinated. Có nghĩa là tôi đã được tiêm vaccine rồi. Okay, I am vaccinated. Thế rồi, cô gửi cho ai nhỉ? Gửi nhầm. Gửi cho mấy bạn nào ấy. I am vaccinated. Đấy. Đấy. Okay, có bạn nào được? Cô bị hành là thuốc cô là thuốc xịn. Cũng đúng. Hồi đấy là cô tiêm AstraZeneca. Thì chắc chắn rồi, về là nó sẽ bị sốt này. Sau rồi tiêm mũi 2, cô không bị sốt tí nào. Cô chẳng bị làm sao hết. Cô sợ người ta tiêm nước cất cho cô ấy. Ok. Vậy hình như Verosa là không bị ốm hay sao. Cô nhớ là vậy. Ít người bị ốm lắm. Ok. Rồi, chúng ta sẽ vào bài luôn nhá. Hôm nay chắc là cô sẽ phải dạy các con rồi. Sau rồi cuối giờ thì nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ có một cái quiz và có thể là luyện phát âm theo một cái video. Là được. Ok. Rồi. Chúng ta vào bài luôn nhé. Đây là bài listen. Okay, so we have three kids. First one is Molly. Her name is Molly. The second one, his name is Ravi. And the last one is Jack. And as you can see on the screen, we have 9 type of food here. And it has to do something with three kids on the left. Okay, so maybe they are their favorite food or what they eat for lunch. Okay. Okay, let's pay attention and listen to the recordings. Okay. Track 1.16. Hello, I'm Andy Brown, and you're listening to Radio Gold. Today, we're talking about school lunches. What do students eat every day? How healthy is it? I'm in Wilton School Cafe with 3 students.
Thanks very much for talking to me, guys. What are your names? I'm Molly. I'm Ravi. And I'm Jack. Now, Molly, what are you having for lunch today? I'm having curry and rice. Mmm, looks nice. What kind of curry is it? It's vegetable curry. And what have you got for dessert? Well, I sometimes have fruit, but today I'm having chocolate ice cream. And are you having a drink? Yes, I'm having apple juice. I know water's better for you, but I don't really like it. Ravi! Okay, so you've just listened to Molly talking about what she have eaten, what she has eaten for lunch, okay? So who remembers what she's just said? Okay, we do them now. Okay. Yes? Yes. Okay, so do you remember what Molly has just said about what her had for lunch? Okay. She has curry and rice. Curry and rice. So which picture is that? Picture two. Picture two, okay, very good. Yes. And chocolate ice cream. M here. Chocolate ice cream. So which picture is that? Picture seven. Okay, picture number seven. Okay, very good. And apple juice. Apple juice? Apple juice. Okay, so it is number nine, right? Nine. Okay, very good. Okay, thank you, Trường. Rồi, cô nghĩ là bạn ấy làm đúng rồi. Nhưng mà cô cần một bạn nói cho cô đầy đủ các thông tin về bạn Molly giúp cô nhé. Bạn Phạm Hoàng Giang nào. Ok. Lúc nãy là cô hỏi bạn Trường thì bạn trả lời. Bây giờ con nói thành một bạn nhá. Về bạn Molly, bạn ấy ăn gì, uống gì? Ăn gì vào bữa trưa? Đấy, uống gì vào bữa trưa? Ok. Molly has curry and rice for lunch. For lunch, yes. Very good. She has chocolate ice cream for dessert. For dessert, yeah. And she also drinks apple juice. She also drinks apple juice. Okay, very good. Rất tốt, rất tốt. Cô cảm ơn. Okay. Được rồi. Tiếp theo, cô sẽ bật tiếp cái recording này. Và chúng ta sẽ nghe về bạn Ravi nha. Bạn Kenny, con không request để điều khiển What about you? Màn hình nữa nha. What are you having? I'm having pasta with tomato sauce and cheese. It's really nice. Are you having a dessert today? Yes, a banana. And what are you drinking? I wanted lemonade, but there isn't any left. So I've got some water. And Jack. Okay. Ravi. Okay, Ravi. Who can do this? Okay. Đào Khánh Linh. Okay, Đào. Không tìm được tên hơn nhỉ. Okay, Đào Khánh Linh. Okay, so what did Ravi eat for lunch? Three, four, and six. Can you tell me the name of the dish? Pasta. Pasta with what kind of toppings? Tomato. Tomato sauce, right? Tomato is a type of vegetable, type of fruit, but this is a sauce made from tomato. Okay, tomato sauce and what else? One more topping. Do you remember? What do you sprinkle on the pasta? And it's very chewy and stretchy when it is hot.
Is it? It's okay, it's cheese. Okay. And next one, how about dessert and drink? Water, yeah, and what banana. Else? And banana. Okay, very good. Thank you, thank you. Tina. Okay, so can you tell me about Ravi? About what he eats? He said he eats pasta with tomato sauce, tomato sauce and cheese, and he has a banana for dessert, and he drinks water. Okay, so do you remember why he had to drink water? I think he wanted another kind of drink, right? So who remember? Gao Zhang Liu. Do you remember why he had to drink water? Because I remember he wanted to drink another kind of drink. Right? Cao Zhang Liu, đâu rồi? Bật mic đi con. Không bật à. Bạn Lê Bùi Đức An vậy nè. Okay, do you remember why he had to drink water? I think wants some lemonade, but he out of lemonade, so he want to last water. Yes, he ran out of lemonade and he had to drink water. Okay, very good, very good, very good memory. Okay, thank you. Next one, we have Jack. Let's pay attention. There isn't any left, so I've got some water. And Jack, tell us about your lunch. I usually have a hot lunch, like pasta. But today, I'm having some soup and a sandwich. What kind of soup is it? Vegetable soup. And this is a cheese sandwich. And what have you got for dessert? I'm having some chocolate today. And what have you got to drink? Lemonade. Well, those are the lunches at Wilton School. Are they better? Okay. Bạn nào nhỉ? Bạn Cao Danh Lưu đã ăn vào từ mấy chưa? Okay, tell me what Jack ate. You remember? Tell me the names of his dish. What did he eat? Đó. Đó rồi. Okay, thì cô sẽ gọi bạn nào, Kenny. Okay, where are you? Yes? Can you tell me something about Jack? About what he had for lunch? Yeah. Okay, here you are. Can you say the question again? Tell me the food that Jack ate for lunch. I think it's chocolate. Chocolate, yes. Anything else? Yes. Anything else? Yes. Yes? What is it? I think it's done. Okay, thank you, thank you. I think he had more than just a bar of chocolate, right? Okay, what is that? Mình toàn rồi. Mình toàn. Okay. Is sandwich. Sandwich and? And lemonade? Soup? Yes, soup. What kind of soup is that? Do you remember? Tomato soup. Tomato? No, not tomato soup. Who remembers? Okay, thank you. Thank you. Bạn nào nhớ? bạn Minh Trí đâu rồi?
Bạn nào nhớ là bạn trai bạn ăn loại súp gì và loại sandwich gì? Ok, mình chỉ curly. Con đâu rồi? Con mở mic rồi, con nói lên xem nào. Ôi, con nhắn nhiều ở đây thế. Ôi, không spam nhá. Bạn nào mà viết một đống mi 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 đấy, cô kéo mãi không thấy. Bạn T1 nghĩa 5A4 nhá. Con mà còn spam một lần nữa là cô bảo thầy Vương khóa chat. Một lốc con luôn đấy nhá. Không có viết được lên chat đây nữa đâu nhá. Ok, rồi Minh Chí con mở mic nào. Ơ, đâu rồi? Đâu rồi? Con mở rồi. Thế cô gọi bạn bạn nào nhỉ? Hoàng Nguyễn Minh Tâm. Nghe đoạn mới hay sao ấy? Ok, Hoàng Nguyễn Minh Tâm. Con có đấy không? Ok. Rồi, thế bạn con có nhớ là bạn Jack bạn ăn món gì không? Bạn ăn món gì vào bữa trưa không? Dạ, bạn ấy ăn món... Ok, I need English. I need you to speak in English, okay? Jack eats a vegetable soup with a cheese sandwich. Yes, vegetable soup and cheese sandwich. Okay, very good. Okay. Rồi, cô cần một bạn tóm gọn lại cho cô những cái gì mà bạn Jack bạn ăn nhé. Qua một vài câu. Okay, Huy 2K10. Huy 2K10. Con có đấy không? Minh Anh vậy. Minh Anh không 4. Bạn đang nói thế. Minh Anh đúng không con? Ok. Yes. Ok, tell me about Jack, about what he ate for lunch. He ate sandwiches and sandwich? Mm-hmm. What kind of sandwich and what kind of soup did he eat? Tomato soup. Tomato soup? No, vegetable soup. Vegetable soup. Mm-hmm. And he drank lemonade and yes. Chocolate. And eats a bar of chocolate. Okay, very good. Do you remember his favorite food? His, okay, cô gọi bạn khác. Lê Hoàng Hải Đăng. Okay. I don't think cheese sandwich it was the first choice of Jack. Okay, so what is his favorite food for lunch? Do you remember? Hải Đăng ơi, trời ơi. Lê Hoàng Hải Đăng, con mở được mic chưa? Dạ. Okay, rồi. Con còn nhớ là cái món ăn mà bạn ấy thích ăn là gì không? Theo cô nhớ thì là cái món cheese sandwich không phải là cái món đầu tiên mà bạn ý chọn đâu. Không phải là một trong số lựa chọn đầu tiên của bạn ý. Bạn thích ăn món khác. Con có nhớ là gì không? Bạn Jack á cô. Ừ? Bạn Jack? Nhớ không? Chocolate. Không, món chính cơ. Món chính là bạn ý ăn cơ. Quên rồi. So then your school lunches. Send us a text or an and a sandwich. Tell us about your lunch. I usually have a hot lunch, like pasta. But today, I'm having some soup and a sandwich. Uh-huh, okay. What is it? Soup and sandwich. I know. But nhưng mà thường xuyên ý, bạn đi ăn món gì con nhớ không? I usually have a hot lunch, like pasta. Okay, but today, I have a sandwich and some soup. Okay, được rồi. Cô cảm ơn. Xong nha. Okay. Món sandwich nó không phải là gọi là món nóng đâu con, bởi vì là nó chỉ là bánh mì và kẹp với cả thịt nguội thôi, hoặc là phô mai và một vài lát rau sống đấy, salad. Nó không gọi là món nóng. Ok, xong nha. Next one. Okay. Okay, so are Molly, Ravi and Jack's lunches healthy? Thủy Tiên. I don't know. You don't know? Just tell me your opinion. Well, yeah. I think it beats healthy. I think so. Okay. So what kind of food do you think that is unhealthy?
It's ice cream. Chocolate. Ice cream. Chocolate ice cream is not healthy. Okay. Yeah. Just a little bit, but it tastes good, right? It tastes. Yeah. Okay. Well, that's my favorite food, Gina. Okay. It's everyone's favorite food. Okay. Thank you, Hoàng Giang. Okay. Do you have lunch at school or at home? I have lunch at school. You have lunch at school? Okay. What kind of food do you usually have? Well, I usually have some vegetable soup. Mm-hmm. Rice, always. Rice, always rice, yeah. So what type of meat do you have? At my school have pork. Pork? Okay. And sometimes have chicken meat. Chicken? How about fish? Fish? No. Uh-huh. No. Okay. Do you like your lunch at school? Do you like the food? Does it taste good? Nói bị lát quá, cô không nghe thấy gì đâu. The food at my school is okay. It's okay. It is acceptable, right? Not as good as our mom's make, right? Yeah. Okay. Thank you. What do you have for lunch, Đức An? Hôm nay con học bằng máy gì đấy nhỉ? Con học bằng điện thoại à? Yeah. nhìn khác quá. Okay. So what do you have for lunch? And is it healthy? Today I have noodle soup, pork noodle soup, and some dragon fruit. Dragon? I think it's good, but I think very good. Okay, it is healthy? Do you think it's healthy? I think it's healthy, but it's very, very fast to get After I eat noodle soup after 1 p.m., I eat some rice. Okay, so after the noodle soup, you ate some more rice? Yeah. Okay. But keep going. Bây giờ cô không nghe rõ con ạ. Nó cứ bị lắc lắc. Được rồi. Rồi, cô cảm ơn cô nghe được hầu hết ý của con rồi. Ok, thank you Đức An. Minh Chí đâu rồi? What do you have for lunch and is it healthy? Yeah, I have pork and beef. Pork? And a little soup. Yeah. Soup with potatoes and carrots. Potatoes and carrots. Okay, do you think it is a healthy lunch? Yeah. I think it's very healthy because it's very very fresh. Okay, fresh. It is very fresh and it is a hot dish, right? Yeah. Okay. Is it filling? Is it filling? Có biết từ này không? Từ để cô biết nhá. Ôi. Đâu quá, chờ cô một tí, máy cô nó cũng đang đợi. Thế rồi. Rồi. Mấy đâu. Oh no. Tao có một tí lỗi kỹ thuật. Không thấy con chuột đâu cả. Rồi. Đây, cô sẽ viết cái từ này đây. Filling. Đây là tính từ. Có nghĩa là gì? Đố con biết. No nha. Is it filling? Is your lunch filling? Có nghĩa là nó có giúp con no không? Nó có làm... It's very filling.
Okay. Do you have to eat snacks after that? If you do, it is not that filling. Yes? I don't eat a snack, but I eat apple. Oh, very good. Very healthy. Pear and watermelon. Wow. Apple, pear, and watermelon? Very good. A little bit watermelon. Okay. You eat 3 types of fruit in a day. Okay. Thank you. Yeah. Okay. It's very good. Oh, okay. Nice. You are eating very healthily. Okay. Bạn Trần Ngân Băng. Okay. Can I ask you, what do you have for lunch? And do you think it is healthy? I have lunch. What do you have for lunch? I have lunch. I have lunch. Yeah? I have lunch. You have what? What kind of food? I have like noodles. You have noodles? Yes. Anything else? Sandwich. Sandwich, yes. Noodles and sandwich? Yeah. Do you have do you eat fruits after that? Fruit. Yeah, what kind of fruits? Can I? Okay, very good. So do you think it is healthy? Do you think it's healthy? Nó có tốt cho sức khỏe? Những cái món ăn con ăn có tốt cho sức khỏe không? Không. Okay, okay. Con lớp mấy nhỉ? Ngân Băng nhỉ? Con lớp 4. À, lớp 4 à? Nói thế là tốt rồi con ạ. Rồi, cô cảm ơn. Rồi, con mới vào học đúng không? Okay. Cô hỏi nốt một bạn này, bạn Kenny nè. Okay, what do you have for lunch and do you think it is healthy? It is good for your health? Kenny, where are you? Bạn nào trả lời cô? Được rồi, hỏi bạn cuối cùng này, bạn Nguyễn Khánh Linh đang giơ tay. Các con có thể nhắn vào trong chat, cô biết là bạn là thầy Vương khóa chat chưa mà có cứ nhắn vào đây á. Yes. Okay, Khánh Linh. Okay, so what do you usually have for lunch and do you think it is good for your health? I usually eat rice, meat, vegetable and soup for lunch. I think it's healthy for me and for my family. Okay, I didn't catch the last food that you mentioned. What is it? Cái món cuối cùng là món gì nhỉ? Cô chưa nghe rõ. Soup. Okay. Soup. Nó là âm sờ nhẹ con. Thì mình chỉ nói là soup thôi, chứ không phải là soup nhé. Soup. Okay. Okay, thank you very much. Okay. Do you have lunch at school or at home, Khánh Linh? I have lunch at home. Okay, very nice. Okay. So, if everything is normal and you have the chance to go back to school, do you still eat lunch at home? I study online. Okay, yes, for now. But I'm asking about the future. Like, you have the chance to go back to school. Will you still eat lunch at home? Yes. Okay, very good. Thank you. Thank you. Very good, very good. Rồi, mấy giờ rồi? 8:30. Okay. Đầu tiên, bài này là cái bài dùng gì nhỉ? Connectors là liên từ đúng không nào? Hôm nay chúng ta học về 3 liên từ or, but và and. Okay, cô cần một bạn. Nói cho cô biết 3 từ này nghĩa là gì và khi nào chúng ta dùng nó nha. Bạn nào tự tin à? Các con giơ tay à? Các con giơ tay à? Để cô, thế để cô xem cái phần video nhá. Để cô nhìn các con nhá. Chứ bây giờ là cô đang nhìn chat thôi. Ok.
Con giơ tay nhiều thế, cô gọi ai bây giờ? Hả? Con làm khó cô quá. Ok, bạn Cao Danh Liêu xem nào. Ôi, cô gọi mấy lần rồi không trả lời cô, bây giờ có trả lời được câu này không? Ok, chúng ta có and or. Con nói lần lượt cũng được, từ nào con biết con nói nha. Ok, cô sẽ hỏi lần lượt nha. Từ an, khi nào con dùng từ an và từ an nghĩa là gì? Gì đấy? I don't eat breakfast, but I have a big lunch. Cô đang hỏi là từ an nghĩa là gì và khi nào con dùng nó. Trời ơi. Đâu rồi? Bạn Cao Danh Liêu rồi. Không gọi bạn khác nhé. Gọi bạn khác nhé. Chưa hỏi được cái đấy đã trả lời rồi. Rồi. Đây là trời. Rồi các con giơ tay đi, cô nhìn cho con đây này. Ok, để xem nào. Cô lướt đến các bạn ở cuối, chẳng thấy bạn nào mở cam cả. Nhưng mà cô không gọi đâu nhá, không gọi đâu. Cô gọi mấy cái bạn mở cam nè. Đâu nhỉ? Bạn nào nhỉ? Bạn Đỗ Quốc Trung xem nào. Yes. Ok. Từ an nghĩa là gì hả con? Mà khi nào con sẽ sử dụng nó? Từ an. Ok, chúng ta có liên từ an là từ nổi. Từ an. Từ an. Mình chỉ nói với từ là từ, nếu mà mình nói từ cuối cùng thì sẽ dùng chữ an làm trước từ cuối cùng ạ. Đúng, chẳng hạn như mình phải nối ba cái thể loại, ba cái từ, ba cái danh từ với nhau thì hai cái từ đầu tiên nối với nhau bởi dấu phẩy và hai từ cùng nối với nhau bởi chữ a. Rồi, đúng. Ok, chữ a nghĩa là gì hả con? And nghĩa là gì? Lại tắt mic rồi. Chung. And nghĩa là và. Đúng rồi, ok. Có một cách sử dụng từ an nữa là nối hai từ, có thể là danh từ, động từ, tính từ, nhưng mà nó phải tương đồng với nhau các con nhé. Chẳng hạn như she is pretty and intelligent, chẳng hạn như thế. Cô ấy xinh đẹp và thông minh, thì xinh đẹp và thông minh đều là hai tính từ mang nghĩa tích cực, đúng không? Chứ mình không thể nói là she is pretty and lazy. Mình nghe thế nó không được tương đồng với nhau, đúng không? Phải nối hai cái từ nó có sự tương đồng nhất định. Ok, được rồi. Tiếp theo là từ but. Bạn Như Quỳnh đâu rồi? Như Quỳnh. Ok, từ but nghĩa là gì và khi nào con sẽ sử dụng nó? Em thưa cô, từ but có nghĩa là nhưng và vì. Vì á? Đâu? Có nghĩa là từ nhưng là con. But nghĩa là nhưng. Ok, khi nào con dùng nó? I don't eat breakfast. Không phải khi nào, không phải là khi nào trong bài, mà là trong trường hợp nào con sẽ sử dụng từ but. Con hiểu ý cô không? Ok, rồi cô cảm ơn con. Cô nhờ bạn Tina nhá. Trong những trường hợp nào thì con sẽ sử dụng từ but? Sử dụng từ nhưng. Nhưng nghe nó có một cái ý nghĩa kiểu như là trái ngược nhau rồi, đúng không? Me. Me. Okay. Me là bạn. Teacher. Bạn ấy. Yes. Cô đang hỏi bạn Tina con. Khi nào bạn ấy không trả lời được thì cô sẽ gọi con nha. Ok. Tina. Khi nào con sẽ sử dụng từ nhưng ở trong câu? When people say things that are opposite, trái ngược. Opposite in yeah. Meaning. Okay. Nếu mà I didn't know what it's called. Đúng rồi. Từ an và từ but thì đều là từ nối giữa hai cái tính từ với nhau, nhưng mà an nối hai cái từ nó tương đồng về mặt ý nghĩa, còn but nối hai từ nó trái ngược nhau về mặt ý nghĩa. Giống như ví dụ hôm nay cô lấy she is pretty but lazy. Cô ấy xinh đẹp lắm nhưng mà cô ấy lười quá. Đó, thì mình sẽ dùng từ but. Ok, cảm ơn Tina.
Rồi, bạn Kenny đúng không nào? Còn một từ cuối cùng là từ or. Rồi, nghĩa là gì hả con? Và khi nào con dùng nó? Or là hay hoặc là hoặc. Đúng. Mình dùng nó khi là có hai vế đối xứng nhau cô. Ví dụ mình hỏi là bạn mình đi địa điểm này hay đi địa điểm kia, hay là ăn cái này hay ăn cái kia gì đấy cô. Ok, con lấy ví dụ thì đúng rồi, nhưng mà nó không phải gọi là đối xứng, mà là nó liên quan đến sự lựa chọn. Cậu thích cái này hay cậu thích cái kia, đúng không? Giống như trong câu này này, we don't get chocolate or crisps at home. À, at school, nhầm. Ok, chúng tôi không có sô-cô-la hay là khoai tây chiên ở trường. Ok, và mình cũng sẽ dùng từ or ở trong câu phủ định nữa nhé. Ok, thank you, Kenny. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào bài. Câu 1 này, cô cần bây giờ thì cô mới hỏi cho con Điền nhá. Rồi, number 1. Ui da, Tú Phương. I don't eat breakfast. Yeah. But I have a big lunch. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Con có thể nói cho cô vì sao mà con chọn từ but được không? Vì sao từ but lại là từ hợp lý ở trong trường hợp này? Con thì con cũng không biết cô ạ, vì con chọn mưa đó. Thế thì con nghĩ là từ but sẽ hợp lý hơn. Thế thì, nhưng mà mình nghĩ thế thôi á. Mình chỉ nghĩ là nó hợp lý thôi, mình phải có sự giải thích cho nó chứ nhỉ? Thế con giải thích cho cô nghĩa của câu này đi. Câu này nghĩa là gì? I don't eat breakfast. Tôi không ăn bữa sáng, nhưng tôi có một bữa trưa lớn. Bữa trưa lớn à? Đúng rồi. Ok, tôi thì không ăn sáng, nhưng mà buổi trưa thì tôi ăn rất nhiều. Ok, đúng rồi. Cảm ơn Phương. Đúng. Câu này có phải dựa vào nghĩa thì con mới chọn được nhá. Ok, number 2. Ok, để cô xem nào. Bạn nào đang giơ tay vậy? Huy trưởng. Yes. Wow. Con sẽ điền từ gì? I think. Con đọc cả câu đây cho cô xem nhé. I eat lots of fruit or drink lots of water. Thế à? Con lại điền từ hoặc vào đây hả? Nếu mà con điền từ or thì con dịch câu này như nào? Có hợp lý về nghĩa không? Tôi ăn rất là nhiều hoa quả hoặc uống rất nhiều nước. Nghe hợp lý không? Không phải chưa hợp lý lắm à? Con sẽ chọn từ nào? Mình chọn giữa or và and thôi. Về điền từ and đúng không? Rồi, dịch cho cô câu này đi con. Vì sao lại điền từ and? Cái hành động ăn hoa quả, ăn nhiều hoa quả và uống nhiều nước là hai hành động rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Và bạn nói câu này, bạn muốn nói là tôi vừa ăn nhiều hoa quả lại còn vừa uống rất là nhiều nước. Ok, rồi chứ mình không bắt bạn lựa chọn gì đây nhá. Ok, rồi, cảm ơn trường. Ui, chết. Ok, number 3. Bạn là Lê Ngọc Ánh đâu nhỉ? Vừa mới nhìn thấy xong, đâu rồi? Ngọc Ánh. Con đâu rồi? Tôi cũng không nhìn thấy con nữa. Thật không? Đâu rồi? Sao cô không nhìn thấy Ngọc Ánh nữa nhỉ? Còn đâu nhỉ? Đây. Lê Ngọc Ánh. Hello teacher. Hello. So, what do you... Okay, so what word do you fill in number 3? I will choose, I have cake in the morning, but I don't have it in the evening. Đúng rồi, vì sao hả con? Vì sao con lại chọn but? Bởi vì nghĩa của câu này là tôi ăn bánh vào buổi sáng nhưng tôi sẽ không ăn vào buổi tối. Đúng rồi, okay. Về nghĩa thì đúng rồi nhá, thì con làm đúng rồi, nhưng mà mình có thể nhìn thấy là ở đây là câu khẳng định, còn câu sau là câu phủ định, là hai cái thứ trái ngược với nhau phải không? Thế chắc chắn là mình phải chọn but rồi. Ok,
Last one. I don't like carrots. Tomatoes. Bạn nào ý nhỉ? Bạn Dũng. Em cho cô là ta chọn O. Ok, con dịch, con đọc cả câu giúp cô, sau đó con dịch cho cô nghĩa câu này xem sao nào. I don't like carrots or tomatoes. Ok, có nghĩa là gì vậy? Tôi không thích cà rốt hoặc cà chua. Đúng rồi, tôi không thích cà rốt và cà chua. Trong trường hợp này, chữ or có thể dịch được là và, bởi vì đây có phủ định mà. Thì nếu mà muốn nói là tôi thích ăn cà rốt và cà chua thì mình sẽ nói như nào con? I like carrots or tomatoes. Sai rồi, chưa đúng đâu. Đây là câu khẳng định đúng không? Câu khẳng định thì mình lại phải nối từ and. Ừ, nào đọc lại cho cô nào. Ừ, tôi thích cà rốt và cà chua. Nói như nào? I like carrots and tomatoes. Đúng rồi. Nhưng nếu mà tôi không thích thì phải là or. Đúng rồi. I don't like carrots or tomatoes. Ok. Rồi, cô cảm ơn con. Rất là tốt. Ok. Mấy giờ rồi? Buổi sau nói nhá. Bây giờ cho làm, cô sẽ cho làm quiz nhá. Ok. Có vẻ là rất là háo hức làm quiz rồi đúng không? Ok, cô định cho các con nói bài này cơ nhưng mà có vẻ hơi bị muộn giờ. Ok, chúng ta làm quiz nhá. Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị chưa con? Rồi, cô sẽ chuẩn bị gửi link vào trong chat đây. Bạn nào mà dùng điện thoại thì nhập luôn cái Join My Quiz này vào và nhập code cho con nhé. Bạn nào dùng laptop nhấn luôn vào trong chat nha. Ok, các bạn đang vào rồi. Bài này thì mình cũng sẽ học về liên từ. Nó sẽ mở rộng hơn là những cái từ mà con vừa học như là but and và or. Thì nếu mà từ nào con chưa biết thì lát nữa cô sẽ giảng nha. Bài này có thể là nó cũng hơi thử thách một chút. Huy 2K10, sau nãy cô không gọi em. Cô gọi con một lần nhưng mà con không bật mic, đúng không? À, Huy. Trời ơi. Rồi, vào đông quá. 37 bạn rồi. Hôm nay lớp chúng ta cũng khá là đông, có khoảng 60 bạn đó. Các con vào nốt nha, để chúng ta sẽ bắt đầu quiz. Trong lúc chờ đợi các con thì cô sẽ xem là có cái nhạc gì nó hay ho tí không? Chẳng có. Cái gì nhỉ? Lấu phai? I don't know. Xem nào. Mà con không buồn ngủ nhá. Có một cái bài lo-fi mà cô rất là thích mà cô đã không tìm thấy nó. À, các con có biết không? Dạo này cô rất hay nghe nhạc Giáng sinh nhá. Cô rất là hay nghe nhạc Giáng sinh. Nghe xem có hay không nào. Mong là không bảo quyền. Ôi, nhạc này mà đi ngủ nhá thì quá hợp luôn. Vừa ngủ vừa nghe nhạc Giáng sinh ý. Tối nào cô cũng nghe, vừa ngủ vừa nghe nhạc Giáng sinh ý con ạ. Ok, 51 bạn rồi, vào nốt giúp cô nhé. Bạn nào, có bạn nào chưa vào được không? Ok. Giờ 45. Có gì làm quyền không? Cô sợ quá. Gọi là chưa được không? Cô bắt đầu nhá. Cô tạm ngắt cái nhạc này đi. Dính bản quyền lắm con ạ. Ok, let's start. Vừa bảo let's start thì có một bạn khác vào. Ok, 55 bạn rồi.
Bắt đầu nhá. Bạn nào vào muộn thì cứ vào đường link thầy Vương hỗ trợ cô gửi nhá. Rồi chúng ta bắt đầu. Long ở đây.
thấp quá nên là phải trở lại đúng không? Ok, thế này thì cô bạn đi cô. Thấy chưa? Các bạn đang nói là nếu mà mình chơi lại là không được chấp nhận đâu nhé. Đây, bạn Bảo Long ơi. Lê Bảo Long. Là làm xong rồi nè. Nè cô dừng nhá, cô dừng nhá, cô dừng ở đây á. Cô chậm thôi. Hạnh, Hạnh là ai? Hạng á, thì con là Hạng đây. Đấy, nhìn đi các con. Chậm nè. Ôi Hoàng Giang ơi, sao lần này con lại ở đây? Sao con lại ở tận đây vậy? Đây là Phương đây. Rồi cô em ở đây nhá, mình còn kịp chữa bài. Đan đan. Lớp đông nhờ, đông thầy. Thấy kìa, xem nhá, xem cái full report này nó có ra cái gì không. Ok. À cái này nhìn thấy rõ hơn điểm vào các con nè. Nếu như chúng ta là một cái lớp thật ý, thì cái này còn có thể gửi đến email của bố mẹ cơ. Được chưa? Email to parent này, sợ chưa? Ok, Tina, Hoàng Tuấn, Nguyễn Phương. Đấy, đúng đúng 8 sai 2 là đúng, đúng thứ nhất, thứ hai luôn nè. Ok. Ui. À, Lê Bảo Long chơi lần 2. Rồi, ok. Nhìn chung cũng... cũng được, cũng ổn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chữa nhé. Các con cố gắng lần sau đúng 5% cô. Thế nào? Ok. Hi, dancer. Nhá. Number one. The boys wanted pizza. Chấm chấm. They looked up the number for Marcos. Cô sẽ gọi một bạn này. Đáp án nào đáp án đúng? Lê Hoàng Hải Năng. Em thấy em cô là sâu ạ. So, okay, the boy wanted pizza. So, they looked up the number for Marcos. Okay, câu này nghĩa là gì mà con lại chọn là sâu? À, Đăng. Biết câu này nghĩa là gì không? Bạn nào biết câu này nghĩa là gì? Chơi tiếp đi cô. Rất là thích chơi. Ơ, Đăng đâu rồi? Hải Đăng đâu rồi? Gọi bạn khác, bạn Minh Phương đâu rồi? Minh Phương có đấy không con? Dạ con đây cô. Ok, câu này nghĩa là gì hả con? Nếu điền từ sâu ở đây, từ sâu thì đúng rồi nhá. Thì nó có nghĩa là gì? Các cậu bé đã muốn một chiếc pizza. Vậy họ đã nhìn. Các con có biết cái từ look up hay không? Đây là phrasal verb, nó là một cụm từ. Đã nhìn số đó, look up bằng nghĩa với cả find là tìm ý. Đã nên là họ đã tìm số của cái nhà hàng tên là Marcos. Ok. Rồi, các cậu bé này rất là muốn ăn pizza, do vậy là họ đã tìm cái số điện thoại của cái nhà hàng Marcos này. Ok, rồi, tiếp theo. Rồi, cái này thì các bạn làm rất là tốt đúng không? Đúng hầu hết. Ok, rồi các con, bạn nào giúp cô câu này với? Để cô nhìn trong chat nào. Bạn Huy 2K10 mới bảo là cô không gọi đúng không? Bây giờ cô gọi con nhé. Huy đâu rồi? Ok Huy ơi. Đâu rồi?
Anh ơi, cô gọi con nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Cô gọi cũng không có trả lời cô luôn nha. Ôi chà, bạn Trần Quang Minh, không biết cô không nhớ cô gọi chưa, nhưng mà con cứ trả lời cô câu này đi. Rồi, câu này mà điền but thì có nghĩa là gì hả con? Mà vì sao lại điền but? Alo, Trần Quang Minh. Không ai trả lời cô hết. Bạn Lê Bảo Long đâu rồi? Lê Bảo Long. Mở mic nhé, con nhé. Cứ như cô nói với mình ấy nhỉ? Không phải là trả lời cô. Bạn là Phan Nhật Đăng Minh thế nào? Con có đấy không? Đây rồi. Cuối cùng cô cũng nghe rồi. Ok, đọc cho cô câu này lên với. Mira and her team didn't finish the project, but they worked it hard. Rồi, Mira and her team didn't finish the project, but they worked hard. Ok, câu này nghĩa là gì hả con? Và vì sao mình lại dùng từ but? Mira và... Nối hai cái gì nhỉ? Hai cái ý nó như thế nào với nhau nhỉ? Hai ý dạ nó... là nhân... Ừ, hai ý nó trái ngược với nhau đúng không? Thế hai ý nào trái ngược trong câu này? Dạ thưa cô là didn't finish project, yay, they work it hard. Ờ đúng rồi. Mira và nhóm của bạn ấy đã không hoàn thành cái dự án, nhưng mà họ đã làm việc rất là chăm chỉ rồi. Ok, rồi cảm ơn con. Đúng rồi, đúng rồi. Next one. Ui, con làm sai nhiều nhở? Xem nhá. Students should be quiet during the play. Chấm chấm chấm. Applause at the end is allowed. Câu này có vẻ là hơi nhiều từ mới đúng không? Đây, cô sẽ cung cấp cho con một vài từ vài nghĩa nhá. Applause là tràng vỗ tay. Tràng pháo tay à? Dùng. Ok. Đấy. Allow nghĩa là gì? Cho phép. Được, cho phép. Ok, bạn nào làm lại giúp cô này? Dịch nghĩa luôn cho cô nhé. Bạn Bùi Mai Mai đâu rồi? Không có đấy không? Hello. Bùi Mai Mai. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Không có bạn nào trả lời cô hết. Đức Minh. Đức Minh. Hello. Hello. Đâu anh ơi? Đâu rồi, con đâu rồi? Ok. Student should be quiet. Cái gì đấy? Nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Con em con nó nói là student should be quiet during đấm đều phát bây giờ. Student should be quiet during the play, but applause at the end allowed. Ok, câu này nghĩa gì hả con? Câu này có nghĩa là học sinh thì nên làm sao? Quiet thì nên quiet là gì? Tắt mic rồi à? Thế cô dịch cho con nhá. Học sinh thì nên giữ yên lặng trong suốt vở kịch. The play là vở kịch. Nhưng mà những cái tràng pháo tay ở cuối vở kịch thì sẽ được cho phép. Có nghĩa là mình đang có hai cái ý trái ngược nhau, là ở trên là im lặng và ở sau là tràng pháo tay rất là to đúng không? Đấy là hai ý trái ngược nhau nên mình phải dùng từ but. Thôi chúc mừng 17 bạn đã làm đúng câu này và 21 bạn cộng 13 bạn cộng 13 bạn làm sai. Trời ơi, ok, rồi. Next one, next one. Rồi, cô sẽ gọi bạn nào. Giơ tay đi con, giơ tay đi các con. Cô đang nhìn vào con này. Trần Ngân Băng, ok. Trần Ngân Băng. Rồi, đọc câu này giúp cô nhé. Just what the phrase
Okay, Jack wasn't tired. 4, he took a nap. Okay, câu này thì cô công nhận là hơi khó nếu con chưa học đến. Từ 4 này nó đồng nghĩa với cả từ because, là chỉ là lý do. Câu này nghĩa là Jack không mệt bởi vì anh ấy đã ngủ một giấc ngắn rồi. Okay, yeah. Từ không thể dùng được, and cũng không dùng được, và so cũng không dùng được. Okay, 4 bằng nghĩa với cả từ because nha. Nếu thay từ because vào đây thì cũng thế thôi. Jack wasn't tired because he took a nap. Ok, cảm ơn Ngân Băng. Next one. Câu này các bạn làm sao cũng nhiều nhở. Lê Bùi Phương Anh đâu rồi? Yes. Uh-huh. Đọc giúp này với con. You must buy the tickets or we want be able to see that play. Okay, you must buy the tickets or we won't be able to see that play. Câu này nghe gần giống như một câu nghe đe dọa thì nó hơi quá nhỉ? Nghĩa là hơi dọa một chút đấy. Chúng ta phải mua vé, nếu không là chúng ta không thể xem vở kịch đấy được đâu. Thế nó liên quan đến sự lựa chọn, đúng không? Một là mua vé, hai là nếu mà không mua vé thì sẽ không thể vào xem vở kịch đó được. Ok, mình sẽ sử dụng từ or. Next one. Bạn Kiều My. Ok. Tạo giúp câu này con nhé. Bạn Kiều My. We live in the same building, but we hardly see each other. Ok, rồi. Chọn but là đáp án đúng. Vì sao con lại chọn but hả con? Vì sao mình lại chọn but ở câu này? Ơ, con có đang bật mic không? Đâu rồi? Thì cô giải đáp cho con nha. Dù sao mình cũng muộn rồi. Ok, chúng tôi sống cùng trong một tòa nhà. Nhưng mà chúng tôi hiếm khi nào mà gặp mặt nhau. Ok, sống cùng tòa nhà nhưng lại hiếm khi gặp nhau là hai ý trái ngược. Ok, nên mình phải dùng từ but. Rồi, cô lại chữa tiếp ba câu còn lại cho con nhé. She is extremely rich, but she's not snobbish. Đố con biết snobbish là gì? Snobbish như kiểu là kiêu căng ấy. Kiêu căng ấy. Thì câu này có ý nghĩa là cô ấy rất là giàu đấy, nhưng mà cô ấy lại không kiêu căng. Ok, đây là hai cái ý trái ngược nhau đúng không? Và mình chọn từ but. Tiếp theo, câu này hơi dài. Because this diet consists of non-meat food sources, a vegetarian typically consumes less fat and cholesterol than an individual who consumes meat. Bởi vì cái chế độ ăn này gồm những cái nguồn thực phẩm mà không có thịt, nên là những người ăn chay sẽ nạp vào trong cơ thể ít chất béo hơn và ít cholesterol hơn là những người ăn thịt. Hơi challenging đúng không? Ok, tiếp theo. Mom went to the grocery store. After that, she ran to the bank, the post office and the pet store. Cô cần bạn dịch giúp cô câu này. Ok, bạn Ngọc Hai đâu rồi? Câu này hoàn toàn phải dựa vào nghĩa thì mình mới chọn được. After that. Ok, Ngọc Hai. Con dịch giúp cô câu này có ý nghĩa là gì vậy? Không nghe thấy rõ, không nghe thấy con nào. Con nào đây? Không nghe thấy. Không có nghe thấy. Bạn bạn nào bây giờ? Bạn Minh Toàn. Minh Toàn. Yes. Con này nghĩa là gì con? Dạ thưa cô là mẹ đã đi đến cái cửa hàng rau củ của cô. Ừ, đúng rồi. Sau đó cô ấy đã chạy đến nhà băng, ngân hàng, là ngân hàng nhà hàng. Rồi tiếp theo là cái building. Ừ. Và cuối cùng là đến pet shop. Cửa hàng thú nuôi đúng không? Ok, đầu tiên là
Câu 1, mẹ đến cửa hàng rau củ, sau đó bà ấy chạy đến ngân hàng, bưu điện, và cuối cùng là cửa hàng thú nuôi. Ok, đúng rồi. Câu cuối cùng nhé. Câu này khó thật. Neither my mom nor my dad is happy with my report card. Cả bố và mẹ tôi đều có happy hay là không happy hả con? Neither nor, nó có ý nghĩa phủ định, có nghĩa là cả bố và mẹ tôi đều không hài lòng với gọi là sổ liên lạc của tôi đấy, về điểm số cuối kỳ của tôi chẳng hạn. Ok. Rồi, ok, được rồi. Tức là buổi sau cô sẽ nói nhiều hơn về những cái từ nối các con nha. Rồi, bài học hôm nay thì cũng hơi quá dài một chút. Các con bây giờ mình sẽ đi ngủ và ngày mai chúng ta đi học tiếp các con nhé. Ok. Ôi, sao không mở được mic cho con nhỉ? À đây rồi. Ok. Goodbye teacher. Hello teacher. Anh cần cuối tuần chúng tôi nỗ lực làm một chút. Goodbye teacher. Goodbye. See you again. Bye bye teacher. Bye bye. Bye Sunday. Sleep well. Sleep well. Goodbye teacher. Good luck at school. Stay safe. Stay safe too. Okay. Goodbye teacher. Yeah. Bye everyone. Bye bye. Goodbye teacher. Bye. Mong một lần sau cô gọi bạn nào là bạn ấy trả lời được nhá. Bye bye. Thầy Vương tắt giúp cô nhé.